Rồi em được cũng xin chào cả nhà nha. Đã quay trở lại với video quay bán hàng tiếp theo của em được nha. Hiện tại thì shop của em ở số 74 quốc lộ 40 phường Mỹ Phú thành phố Cao Lãnh nha cả nhà. Số điện thoại liên hệ để đặt hàng là 0963 890 470. Nó đường thì đối diện với tòa án của tỉnh Đồng Tháp bên đó nha anh em. Nó đối diện luôn. Nó gần dòng xây nghĩa trang liệt sĩ, cách dòng xây nghĩa trang liệt sĩ có 150m thôi nha cả nhà. Nó hướng bên tờ phải xuống em là 150m ha. Đây shop của em đây nha. Thì hiện tại thì em mới về mẫu cặn đó là Bulawa Pro Max nha cả nhà. Với Bulawa Monterlua nha cả nhà. Đó. Bulawa Pro Max nha. Đó. Với mẫu Bulawa Monter Ultra. Đó thì em mới giờ thêm hai mẫu này. Với mẫu Abu Pacific cắn bằng nữa. Thì cho nên là cũng quay cho cả nhà mình thêm ha. Thì đầu tiên thì em xin giới thiệu đây là mẫu cặn Bulawa Pro Max nha cả nhà. Đó Bulawa Pro Max nha. Nó fan của nó là Fuji. Bát là Fuji tem vàng nha anh em. Để em quay cho anh em xem nha. Bát là Fuji tem vàng nha cả nhà. Đó. Rất là đẹp nha. Đó fan là fan Fuji Concept nha, fan đầu là fan đời ba ngược nha anh em. Fan đầu là fan đời ba ngược nha. Đó. Thiết kế của cần là carbon sắn nhíp nha, hai da nha cả nhà. Rất là đẹp nha. Tải mồi thì 500g đến 1 kg nha anh em. Đó, tải mồi từ 500g đến 1 kg nha. Tải cá là 35 kg nha cả nhà. Đó cần Bulawa fan là fan Fuji Concept hàng chính hãng nha anh em. Đó Fuji Concept rất là to, rất là bự luôn nha cả nhà. Nó Fuji Concept. Đó. Tường nó là Bulawa Pro Max. Ít. Độ dài của cây này là 3m15 nha anh em. Đó, độ dài là 3m15 ha. Đó, Bulawa. Ít nha cả nhà. Đó, xây 3m15. Ngọn của con này á. Ngọn của nó là 3.6 nha cả nhà. Đó, ngọn nó là 3.6 nha. À, thích hợp đó anh em mà chơi đánh bạo lực cảnh giác được cũng đều được ha. Cây này khá là dịu nha. Nó đánh đồ ok luôn nha cả nhà. Có thể là anh em đi đánh vợ giải là đánh xôi đánh cá thịt đều được ha. Rất là đẹp, thiết kế carbon sắn nhíp của nó rất là chéo, rất là dày nha cả nhà. Hàng chính hãng của Bulawa nha. Nó bát là Fuji tem vàng, cán là cán liền nha anh em. Cán là cán liền ha, bát là Fuji tem vàng ha. Nó quay cho cả nhà mình xem ha. À, này thiết kế của nó CNC mút nha, rất là đẹp nha cả nhà. Cần cầm lên thì đẹp không tì vết luôn nha anh em. Đó khoen thì nó có 7 khoen bao nghe cả nhà. Đợi một và một phen đầu bu ha, phen đầu ba là một nè, hai ba là gồm ba là gồm có 7 khoen và một đầu bu là 8 khoen nha cả nhà. Nếu như bao gồm đầu bu luôn là 8 khoen. Ở dưới đất cần là có một đứt nhựa nha cả nhà. Nó cho anh em câu có thể là chịu là yên tâm là chống chạy xước rồi cho anh em nha. Dứt càng là đứt nhựa nha. Đó, rất là đẹp nha cả nhà. Bát Fuji tem vàng luôn, rất là đỉnh nha. Nó phen là Fuji Concept chính hãng, thiết kế là carbon sắn nhíp hai da, rất là đẹp nha. Đó, đây là phôi của nó. Trời ơi phôi của nó dày nè cả nhà. Đó cả nhà nhìn phôi của nó đi. Đó, nó dày vậy đó. À, cắm thì ở trên đọt cắm xuống nhưng mà nó có điểm nối giữa cho nên là rất là đẹp nha cả nhà. Nó cần thì có điểm nối giữa nha, rất là đẹp luôn. Đó Bulawa nha. Thì em xin nhắc lại cần Bulawa Pro Max em có xây là 3m15 nha, cho anh em câu thịt câu giải đồ ha, câu sông câu hồ câu đặc đồ ha. Thì cần thì có một màu duy nhất thôi, màu đen thế này ha, phen Fuji Concept, bát là Fuji tem vàng nha cả nhà. Tải mồi là 1 kg ha. Đó, tải cá là 35 kg nha cho anh em nha. Đó, rất là đẹp cho anh em. Đó. Rồi hàng xịn thò là cho anh em chơi là rất là đẹp luôn. Em mới về mấy mẫu Bulawa Suret nữa kìa, xịn sò hơn nữa. Thì tạm thời quay cái này giá sinh viên cho anh em chơi trước giá tầm trung á. Thì giá của cây này là 1.650.000 nha cả nhà. Đó, phí ship toàn quốc là 50.000 nha anh em. Anh em chuyển khoản trước thêm được bao ship nha. Nó chuyển khoản trước thêm được bao ship. Nó giá là 1.650.000 nha anh em. Nó cần điểm nó giữa rất là đẹp luôn. Đó.
Bulawa Pro Max. Nó xây 3m15 nha cả nhà. Đó. Rồi tiếp theo nữa là em về mẫu là Bulawa Ultra Monster. Nó thì gần này hở mà em hết xe 2m7 rồi, nay về thêm xe 2m7. Rồi em cũng có 3 xe luôn, xe 2m1 nè, 2m4 và 2m7 cho cả nhà mình luôn nha. Em có 3 xe luôn nha. Nó cần này hổm gài bữa có anh khách nó nhắn em á, nhưng mà hết hôm nay có hàng rồi nha anh. Nó cũng là thiết kế là càng mô sáng nhất nè, bát là Fuji nha cả nhà. Nó bát là Fuji, fan là Fuji Concept ha. Fan một chân nha cả nhà, cần này là lua nha. Anh em mà lua lóc lua đồ chơi cái này ha, cái này là độ cứng của nó là MH nha anh em. Nó độ cứng là MH nha. Đó. Độ cứng là MH, dài là 2m7 nha cả nhà. Nó tải mồi là 30 đến 60 gram. Nó rất là đẹp nha anh em. Trời ơi. Cầm cái cần nó sướng gì đâu á. À cả nhà, nhìn dàn phen của nó nè. Rất là đỉnh, rất là đẹp nha cả nhà. Nó Fuji Concept. Rất là đẹp nha. Thì cây này á cả nhà. Giá của nó là 1.750.000 ha. Xây 2m4 á là 1.650.000 và xây 2m1 là 1.550.000. Nó cán của cầu 2m1 thì nó hở xa hơn tí xíu. Cán của 2m4 thì nó hở 2m7 thì nó hơi khích liền là xíu như đó nha. Đó. Rồi, em sẽ qua mẫu Bulawa Ultra Monster đó. Tiếp theo nữa là mẫu mẫu này là mẫu Abu. Đó, nãy Bulawa thì có Abu nha cả nhà. Đây là Abu Pacific nha. Đó, dòng này là fan Fuji Ship nè. Thì cây này thiết kế carbon 2 da, giá cũng sinh viên mềm đó cả nhà. Cán gỗ trong phân khúc mà sinh viên của hãng á. Nó cán gỗ nè. Rất là đẹp nha cả nhà. Thì cây này thì em có 3 xây. Xây 2m1, 2m4 và 2m7 nha anh em. Đó, xây 2m1 là 680, 2m4 là 701 và 2m7 là 740. Phí ship toàn quốc là 40.000 nha cả nhà. Đó, nó phiên chân ca cho nên là phí ship nó 40.000 nha anh em. Nó carbon 2 da ha, và bu là chống sắn nha cả nhà. Độ cứng cây này là MH nha anh em. Độ cứng là MH ha. Đó, tải mồi là 50 đến 100 gram nha. Tải cá là 8 đến 15 kg. Đó. Cán bằng phủ keo, bát là bát hãng Abu, fan là fan Fuji Ship. Carbon 2 da. Đó, quay cho cả nhà mình xem ha. Đó, cần này thì hổm gà em bán khá là chạy trong khúc sinh viên á. Với cần này thì hổm gà hết xe 27 mà anh em hỏi hoài nè. Còn bờ đồ mắt là em mới về. Nó cũng tranh thủ quay cho cả nhà mình xem ha. Rồi tiếp theo nữa là em sẽ tới phôi nha cả nhà. Thì hôm nay em anh các anh em mà có hỏi phôi thì hôm nay em cũng có bán phôi luôn. Đây là phôi Super Master, phôi Super AXT Master AXT nha cả nhà. Phôi Super Master AXT là phôi này là phôi 3K nha. Nó phôi 3K, dòng này là siêu bạo lực luôn nha cả nhà. Phôi của nó rất là dày luôn nha. Đây là ở dưới điểm nối giữa mà nó dày như thế này nè cả nhà. Nó cả nhà thấy ha. Phôi rất là dày luôn nha cả nhà. Nó thì dòng này là dòng Super AXT mẫu mới nhất nè, 3K nè, 3m2 nha anh em. Nó 3m2. Đó, đây là phôi điểm nối giữa của nó khúc trên. Đó, nó khúc trên của nó dày luôn. Còn cái đọt của nó là các bạn như là nó đặt luôn á. Nó như một cái lỗ kim thôi. Đó, qua cho cả nhà mình xem ha, điểm nối giữa nó đây rất là đẹp nha. Cần thì điểm nối giữa này rất là đẹp nha cả nhà, đồng thanh đồng thủ nha anh em. Còn mà mấy cái cần mà cắm xuống á thì nó không đồng thanh đồng thủ, không có ngon đấy nữa anh em thấy chưa. À, thấy chưa. Đó, 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 em có một tay mà quà. Để em nói xong quay tiếp cho anh em nha. Đó, khá là tuyệt vời luôn nha cả nhà. Đó, sắp tới thì em cũng đặt phôi này để đi dựng hãng cho anh em nè. Anh em mà có muốn dựng cần đồ lên luôn á, nguyên cây luôn á thì cứ alo cho em luôn nha, em có dựng luôn nha. Đó, em có giao cho thợ dựng luôn. Thì tải mồi là 1 kg nha cả nhà. Đó, tuy nhiên anh em có thể đánh 1 kg rưỡi rồi 2 kg rồi bình thường luôn nha. 2m 3K rất là cứng luôn. Rồi, các bạn. À, thấy kinh khủng chưa? Đó, rất là đẹp nha. Carbon. Đó, cây cần rất là thẳng nha. Đó. 3m2 nha anh em. 3m2 ha. Đầu dài là 3m2. Đó. Thì giá của cây cái phôi này là nó là 1.800.000 một cây cái ấy nha anh em. Giá của phôi này là 1.800.000 một cái nha. Đó. Anh em có thể chơi tỉ mình ha. Đó, phôi là 1.800.000 một phôi nha. Rồi, em được cũng xin chào cả nhà nha. Rồi, điểm nối giữa nè, rất là đẹp luôn nè. Nó hàng Bulawa chứ phôi Bulawa chính hãng nha cả nhà. Super Master AXT 3K. Đó, giá 1.800.000. Rồi, em được xin chào cả nhà nha. Cả nhà được mua gì thì cứ alo cho em.
Và số điện thoại là 0963 890 470 nha. Hoặc có thể đến trực tiếp shop em ở số 74 quốc lộ 30 phường Nguyễn Phú nè, đối diện với tòa án của tỉnh Đồng Tháp này cả nhà. Nó đối diện với tòa án của tỉnh luôn á. Đây tòa án của tỉnh Đồng Tháp nha cả nhà. Đó là tiệm em là đối diện luôn nha. Đó. Rồi em được cũng xin chào cả nhà nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Quay bu la qua vào đồ mắt cho anh em xem nè, đẹp mê đi luôn nha. Đó, bu la qua Ucha Monter nè. Quá xịn sò luôn nha. Rồi em được xin chào cả nhà nha.